xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi. Giêsu yêu thương dịu dàng nhân ái, tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách ga nơi. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng. Chúa cứu thế Giêsu được gọi là người Galilê. Đây là quê hương thân yêu mà Chúa Giêsu đã sống suốt thời thơ ấu, nơi Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đi thuyền trên hồ Galilê, các phái đoàn mục sư tín hữu thường dành thì giờ phước hạnh để học lời Chúa và cầu nguyện. Phúc âm Mác đoạn 4 câu 37 đến 39 kể lại câu chuyện gặp bão trên hồ Galilê của Chúa Giêsu và các môn đệ. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Chúa đang ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Giữa cơn giông bão đời, bạn thân ơi, xin hãy mời Chúa bước vào thuyền đời bạn để kinh nghiệm được năng quyền của Thượng Đế Chí Cao, đấng dẹp tan được mọi bão tố hiểm nguy kinh khiếp nhất. Chúa phán một lời, giông bão sẽ lặng yên khi Chúa bước vào thuyền. Xin cha biết vô thuyền Chúa ơi, ngoài trời đang bão giông mù khơi. Chúa phán một lời, giông bão sẽ lặng yên. Chúa bước.